Ồ, đó là Kinder mà. Chúng ta sẽ có những bất ngờ đây. Bất ngờ rất là lớn. Rất là lớn. Ôi, tớ sẽ xem có gì của tớ nhá. Cái gì? Trời à. Ôi, quả trứng sống. Tớ muốn đồ chơi mà. Bây giờ đến lượt tớ, tớ sợ thử quá. Giống như sô-cô-la vậy, tuyệt lắm. Ồ, bên trong này có hai em bé sô-cô-la nữa này. Ôi, và trong này cũng có trứng sống. Ghê quá đi mất. Ôi, tớ không muốn ăn trứng sống đâu. Đúng rồi, tớ có thể nuôi con gà con mà. Cậu đang làm gì vậy? Cậu sẽ biết sớm thôi. Hãy nhìn xem, quả trứng của tớ đang di chuyển đây này. Ôi, hãy nhìn này. Nó là những con gà thực sự. Rất là nhỏ và mịn màng. Ôi, nó dễ thương quá đi mất. Ôi, đáng yêu quá. Hãy tìm hiểu xem có gì ở dưới nắp nhé. Tớ sẽ xem trước này. Ôi ôi, chắc mình tưởng tượng thôi. Không, không, mình không tưởng tượng. Ôi, không có gì đâu, các bạn nhìn đi. Thôi được rồi, để tớ xem vậy. Eo ơi, đây là... Ôi, của cậu cũng thế. Eo ơi. Ôi, vậy là... Ừ, chúng tớ biết rồi. Thật là thối quá, kinh khủng. Trời ạ, của tớ thối nhất thế này. Có lẽ đây là sô-cô-la. Của tớ không có màu. À, sô-cô-la thật này. Ôi, tớ rất là thích nó. Tớ cũng sẽ thử của cậu. Ok, tớ cũng không sợ gì nữa đâu. Đó là Nutella. Và Nutella rất là ngon. Đây, Austin, cậu thử đi. Eo ơi. Ờ, ừ, ngon thật. Ồ, và còn rất là nhiều nữa chứ. Tuyệt quá. Ăn đi, Emma. Ừ, Emma, cậu cầm lấy này. Cậu ơi, rồi à. Ôi, ngon thật đấy. Ê, cho tớ thêm đi. Eo ơi, cá. Trời à, nó rất khó chịu và bốc mùi. Emma, cậu bắt đầu đi. Ừ, Emma, bắt đầu đi. Trời ạ, à, ít nhất tớ có con cá con. Eo ơi, thật là kinh tởm. Austin, cậu đi tiếp đi. Ok. Tớ không thể, nó bốc mùi quá. Tớ thả để nó đi còn hơn. Ôi, tớ không muốn giết con cá tội nghiệp đâu. Julia, bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. À, tớ có một ý tưởng này. Bây giờ sẽ có một kiệt tác tuyệt thực. Ồ, cậu hùa làm đỉnh quá. Mùi rất là tuyệt vời, chúng tôi muốn ăn. Bây giờ sẽ đủ cho tất cả mọi người đây. Đây, cầm lấy đi này. Cá tốt hơn, các bạn sẽ không được đâu. Tớ tự hỏi, lần này mình sẽ được cái gì nhỉ? Ôi trời ơi, một cái bim bim nhỏ thế này. À, của tớ khổng lồ. Ôi, của tớ thì bé tí. Ôi, nhìn em ba kia kìa. Tớ đã sẵn sàng ăn nó rồi. Ê, cậu nhìn gì vậy? Nó ngon lắm đây, ăn đi. Ôi, của tớ trông chán quá, bé tí luôn đi. Lại còn móc vào răng nữa chứ. Ôi, Julia, có lẽ chúng ta chia đôi được không? Không, không, hãy hỏi của Emma đi. Nó thực sự rất là ngon đấy. Emma, hãy chia sẻ với người bạn thân nhất của bạn đi. Không, không bao giờ. Ôi, thôi được rồi. Bạn có biết làm nào để cho nó thậm chí có ngon hơn không? Nước sốt. Nhận lấy đi. Ồ, ôi, cái này thực sự rất là ngon. Julia ăn đi cậu. Không, tớ sẽ chết cay mất. Hãy giữ tớ với, tớ ngã bây giờ. Bình tĩnh, tất cả chúng ta đều khó khăn đấy. Tớ sẽ bắt đầu trước nhá. Ôi, ớt đã sẵn sàng đi ra rồi. À, cho tớ nước. Đây của cậu đây. Đây đây, của lấy ớt tớ. Không, của tớ. Tớ nói của tớ mà, đừng làm tớ bực mình. Ôi trời ạ, à, đừng cãi nhau nữa, tớ lấy cả hai. Ôi, cảm ơn. Đây, bây giờ Julia ăn đi. Ôi, tớ không nên. Ăn đi. Thôi được rồi, được rồi. À, giống như con rồng vậy. Tớ cảm giác như tớ vừa bị kéo ra khỏi phòng đám cháy. Ôi, bây giờ em mai nhá. Tớ nghĩ đến lúc chúng ta phải đi rồi. Tớ đồng ý đấy. Tớ mạnh mẽ, tớ có thể. Cái gì? Đó là kẹo mà. Tuyệt quá, những cái màu đỏ, tớ rất là thích nó. Tớ
tuyệt quá. Ê, bạn thích ăn không? À, thôi kệ các bạn đấy, ngồi đó đi. 1, 2, 3. Vậy thế thôi sao? Dưa hấu nhỏ như vậy thôi sao? Nhưng mà tớ có một quả dưa hấu khổng lồ luôn. À, tàn sát. Tớ là thầy gọt vỏ dưa hấu luôn này. Ôi, cái này trông đáng sợ thật đấy. Nó giống như cậu đang cắt người vậy. Hãy nhìn xem quả dưa hấu sạch sẽ làm sao. Ê, gì vậy? Trời ạ, tớ bị mất quả dưa hấu rồi. Cậu có biết kiểm tra nó bằng như nào không? Hãy gõ đi. Chú ý, khoảnh khắc nguy hiểm. À, cứu tớ, tha cho tớ, tớ không nhìn thấy cái gì cả. Ôi, bây giờ tớ sẽ bỏ ngay ra. Ôi, không hoạt động rồi, phải làm gì bây giờ? Hình như tớ biết rồi. Nếu mà không thể bỏ được quả dưa hấu ra thì có thể trang trí nó. Ừ, như này tuyệt quá. Ôi, tớ vẫn chưa nhìn thấy cái gì cả, cứu với. Ôi, nhìn kìa, đó là súp lơ xanh, tớ rất là thích nó. Trời ạ, à, nhai cỏ này sao? Nhưng mà tớ thì thích. Cậu thích cái này chứ gì? Trời ạ, à, cậu điên rồi. Thôi được rồi, tớ sẽ bắt đầu vậy. Ôi, nhìn trông thật là xấu xí. Vị cũng rất là tởm luôn ý. Ôi, bây giờ đến lượt mình ăn thôi. Trời ạ, tớ sẽ nôn ngay bây giờ. Ghê quá. Ôi, đi lại vào đây nào. Tuyệt quá. Ồ, trời ạ, tớ không biết cậu có thể làm điều nào đấy. Bây giờ tớ sẽ ăn đây. Ôi, đến lúc phải ăn cái mũ của mình rồi. Ăn súp lơ xanh rất là tuyệt vời cho sức khỏe. Bây giờ tớ đã mạnh hơn rồi. Ôi, thật tốt khi tớ có một quả trứng nhỏ. Ôi, tại sao quả trứng của tớ lại to thế này? Ôi, một cơn ác mộng. Trời ơi. À, có vẻ như Vita rất đen đủ rồi. Đừng có cười nữa, ăn đi Casey, trứng của cậu đấy. Ê, không không không, Alex, cậu ăn đi. Trời ạ, tớ sẽ lắc quả trứng này lên nhá. Tớ sẽ cố gắng ăn nó. Ơi, không được, nó không được. Ờ, tớ có một cái gì này cho cậu này. Đây, dùng con dao này đi, giữ lấy. Ờ, cảm ơn Casey. Thôi được rồi, bắt đầu thôi nào. Bắt đầu thôi. Ôi. Ôi trời ơi, không 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 không, thật là kinh tởm. Ôi, lòng đỏ trứng này, ghê quá. Ôi, tớ sẽ nôn ngay bây giờ. Ôi, trông cậu buồn cười quá Alex. Ôi, ăn trứng của cậu đi Casey. À, dễ dàng thôi, xem tớ có gì này. Ê, cậu có gì vậy? Bây giờ trước tiên phải chuẩn bị mọi thứ. Đấy, bây giờ thì đập nó vào nhá. Bây giờ thì dán nó lên thôi nào. Đấy, trứng đã sẵn sàng rồi. Bây giờ cho lên đĩa nào. Wow, đã đến lúc phải thưởng thức nó rồi. Nhìn ngon quá. Ôi, nó ngon thực sự đấy. Đấy, tớ xong rồi. Bây giờ tới lượt cậu đây Vita. Ôi không, có gì ở bên trong đây? Ôi, thôi được rồi, phải hành động nghiêm túc ở đây. Ôi. Wow. Trời ơi, ở đây có một cái gì đó cần phải bảo vệ. Tớ không hiểu cô ấy định làm gì vậy. Ôi, coi chừng, trời ơi, cứu. Ôi, cứu, dừng lại. Đấy, xong rồi. Xem có gì bên trong nhá. Có rất nhiều món ngon. Tuyệt quá. Ôi, Vita ơi, chia sẻ cho chúng tôi món ngon đi. Xin đấy. Thôi được rồi, cầm lấy đi, ăn đi. Ôi, cậu dễ thương quá, trời ơi. Ôi, dễ thương quá, thật là bé. Wow, tôi có ngũ cốc rất là tuyệt vời. Ôi, không thể tin được, nó rất là lớn luôn đấy. Ôi, có vẻ như cậu không gặp may rồi Vita. Thôi, các cậu cứ cười đi. Ôi, nhưng mà nghe hay quá. Nào xem nào. Hả?
Chỉ một cái thôi sao? Ôi, thôi được rồi, tớ còn cả sữa nữa. Trời ơi, chỉ một giọt thôi sao? Ôi, thật là xui dẻo. Vì cái tao tội nghiệp. Thôi, ăn cũng có một cậu đi Alex. Ok, hay luôn. Thử nào. Ồ, ngon quá, tuyệt vời luôn. Đấy, bây giờ thì tớ sẽ uống sữa. Đấy, tuyệt vời, siêu ngon luôn. Ôi, trông ngon miệng thật đấy. Ôi, và bây giờ tất cả cùng một lúc. Ăn nào. Trời ơi, tuyệt quá. Ôi, cậu ấy vẫn còn tham lam lắm đấy. Trông không ngon miệng nữa luôn. Ngon quá, quá tuyệt vời luôn. Quá là ngon. Đấy, bây giờ Casey đến lượt cậu rồi đấy. Ôi, làm sao mà uống được nhiều sữa như này nhỉ? À, tớ có một ý tưởng. Tớ sẽ đổ tất cả các mọi thứ vào trong bát. Vâng. Đấy, tuyệt quá. Ôi, Casey có bao nhiêu là ngũ cốc kìa. Ôi, mưa từ ngũ cốc, tuyệt quá. Ôi, nhìn này, bao nhiêu là đồ. Hey, bắt đi, bắt đi, bắt đi, bắt đi, bắt đi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thêm sữa nhá. Tuyệt. Ôi, nhìn ngon quá đi mất đi. Thôi được rồi, đã đến lúc phải tận hưởng rồi. Ôi, nó ngon quá đi mất. Cực kỳ ngon luôn. Ôi, tôi không biết cậu ấy sẽ ăn hết chỗ này trong bao lâu nữa. Ôi, tuyệt quá. Ôi, không biết cô bao giờ mới xong đây. Nhìn này, tôi có đôi tóc buồn cười quá. Ôi, cuối cùng tôi cũng ăn hết rồi. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi, có vẻ như ai đó ăn quá nhiều rồi kia kìa. Ôi, có gì đó không ổn với tớ. Ồ, một chiếc bánh nhỏ thật là dễ thương. Wow, một chiếc bánh lớn ngon đẹp quá. Này Vita, xem Casey có gì kìa. Ồ, wow, một chiếc bánh thật là tuyệt vời. Ôi, trời ạ, tuyệt thật đấy. Ôi, cậu có một cái bánh nhỏ làm sao Alex. Ôi, trời ạ. Đúng rồi. Thôi được rồi, một chiếc bánh rất nhỏ. Nhưng mà các bạn cứ cười đi, tớ sẽ bắt đầu ăn thôi. Tớ thậm chí có một cái dĩa và một con dao. Thấy chưa, đáng yêu chưa? Đấy, tớ làm sắp được rồi. Rất là ngon. Ôi, trông thật ngon làm sao. Đến đây nào, bánh của tớ. Rất tuyệt vời đấy, nó rất là ngon. Nào, lau mồm một chút nào. Đấy, thấy chưa, các bạn thấy tớ đỉnh chưa? Vita tới lượt cậu rồi đấy. Cậu không cần phải nói nhiều đâu, tớ sẽ ăn thôi. Ai, bắt đầu thôi nào. Ôi, ngon miệng quá. Trời ạ, liếm ngón tay luôn. Ôi, cậu ấy ăn bất cẩn làm sao. Ôi, tớ muốn ăn tất cả mọi thứ. Ôi, trời ạ. Ôi, mặt cậu ấy toàn màu xanh kìa, trông buồn cười làm sao. Ôi, các cậu đang cười gì vậy? Tốt hơn hãy bánh của cậu đi kia xin. Tớ sẽ rất vui lòng luôn đấy. Bắt đầu thôi nào. Ôi, sợ thế. Tớ không thể xem nó nữa luôn. Ngon quá. Ôi, Casey coi chừng kìa. Không, các cậu bị sao vậy? Ôi, mẹ ơi, cứu. Ôi, cậu bị đánh bằng chiếc bánh của mình luôn kìa. Ôi, bây giờ tốt hơn rồi đấy. Ây, đau thế. Ôi. Và cậu cũng có thể ăn này. Tớ cũng sẽ thử. Ethan, nhìn này, đó là Coca. Ồ, hay quá. Ôi, còn cái của tớ bé tí thế này, thật là không may mắn. Ôi, không sao, lần sau sẽ may mắn thôi. Còn bây giờ ngồi với em bé của cậu đi. Trời ạ, họ lại còn ngồi trêu chọc mình nữa chứ. Thôi được rồi, ít lời thôi, nhiều hành động hơn. Ôi, muốn uống lắm rồi đây này. Ê, cẩn thận hơn đi, đau lắm đấy. Nhưng mà vẫn phải uống đi nhá. Ok, tớ đang rất cố gắng rồi. Ôi, đã nói với cậu là phải cẩn thận rồi mà. Tớ chỉ đang ngây ngất với rất nhiều coca đây.
bởi vì nó thực sự rất là hay. Hay chứ gì, vậy thì để tớ giúp cậu nhé. Ethan, bye bye. Ê, cái gì vậy? Kêu tớ với. Ôi, tớ không bận tâm đâu. Tớ có một cơ hội lấy trộm một ít coca rồi. Ôi, ngon làm sao. Cái gì? Sao cái lọ này trống vậy? Coca đâu hết rồi? Đó không phải là tớ. Ê, tại sao cô lại dám làm như vậy? Chưa từng có điều gì tồi tệ hơn xảy ra với tớ. Ôi, coca của tớ cũng bị đánh cắp rồi. Ôi, hôm nay ai không may mắn nhỉ? Hay quá, cả một bữa trưa. Ôi, KFC yêu thích của tớ. Tớ yêu cánh của nó. Còn tớ thì rất thích khi có rất là nhiều cánh rán. Ai không yêu nhiều cánh chứ? Nhưng mà tại sao tớ lại có ít nhất vậy? Đừng lo, cậu sẽ ăn no thôi. Thôi được rồi, tớ sẽ ăn những phần của mình vậy. Nhỏ, nhưng rất là ngon. Cuối cùng có một bữa ăn thật là ngon. Ôi, tớ cũng rất là đói rồi. Nhưng cái cánh này là thứ ngon nhất trong đồ ăn nhanh luôn. Ngon, nhưng mà tớ vẫn chưa no đâu. Tớ đã xong hết rồi. Ồ, tớ thấy Ethan có nhiều đây này. Ê, bỏ tay ra. Ôi, Ethan cũng không có nhiều đâu. Còn của tớ thì cả một núi đây này. Cả một núi cậu đang nói đúng không? Vì vậy cậu sẽ không phiền nếu tớ đánh cắp chúng một chút đúng không? Cái gì? Cánh đâu mất rồi? Ôi, tại sao cậu không chú ý đồ ăn của mình chứ? À, hãy để Julia nghĩ rằng cậu đang đánh cắp tất cả các đôi cánh nhá. Đây, giữ lấy, ăn đi. Tuyệt quá. Ê, đồ của mình đâu hết rồi? Đó là Ethan. Nhìn này, cậu ấy cầm kìa. Ê, cậu đang làm gì vậy? Nhìn này, có bao nhiêu là khoai tây chiên? Ôi, không quá nhiều đâu, một phần rất là nhỏ. Tớ thì có nhiều hơn chút, nhưng mà tớ có nước sốt cay. Ôi, của tớ nước sốt gần như không cay lắm. Bởi vì cay nhất là của tớ đây này. Làm ơn, tớ không phải là người đầu tiên được không? Tất nhiên rồi, để tớ bắt đầu trước nhá. Tớ nghĩ tớ đã sai lầm rồi. Nước sốt của tớ rất là cay. Không được rồi, ngồi xuống. Bây giờ tớ sẽ chứng minh rằng nước sốt không quá cay như vậy đâu. Bắt đầu nào. Hoặc là tớ sẽ không chứng minh điều đó. À, cay quá, tớ đang cháy. Ôi, cẩn thận, cẩn thận. Ôi, may quá, cứu được rồi. Nào, Ethan, đấy là cậu rồi đấy. Ôi không, nhưng mà làm nào tớ lên đến đỉnh được. Ồ, cảm ơn bà tay robot. Cảm ơn, cậu ấy rất là cay mà. Ôi, lạ thật đấy, bao nhiêu là nước sốt. Ôi, thật là chán khi nó là cay. Thôi đủ rồi đấy, không cần nữa đâu. Nào, Ethan ăn đi. Ôi không, khát đổ. Ôi, buồn quá nhở. Và cay quá. Ôi, đừng lo lắng, qua sớm thôi, qua sớm thôi. 1, 2, 3. Ôi, tuyệt quá, đây là chiếc bánh yêu thích của tớ. Ôi, tớ cũng rất là thích nó. Ôi, còn tớ là có cái bánh to nhất chưa các bạn. Lêu lêu lêu. Nhưng mà tớ sẽ được ăn trước. Ôi, vị rất là tuyệt vời. Tan chảy trong miệng. Tất nhiên rồi, chúng tan chảy rồi, chúng rất nhỏ. Ôi, trật tự đi cậu. Ôi, trời ơi, tớ bị nghẹn. Ê, tại sao cậu lại nhổ một người tớ? Ôi, Julia, bây giờ là cậu ở đấy. Tớ sẽ bắt đầu đây. Ôi, nó có mùi thơm làm sao. Một câu chuyện cổ tích luôn. Và hương vị đơn giản là không thể nào mà tin tưởng được. Ồ, tớ có một ý tưởng đây này. Wow, đó là bông tai dễ thương nhất mà tớ từng nhìn thấy. Và rất là ngon nữa chứ. Ôi, những bạn gái đó.
Nhưng mà bông tai thực sự là có thể ăn được. Bây giờ tớ rất là xinh. Ơ, nhưng mà có một miếng bị cắn rồi. Cái gì? Đâu? Đâu? Ai dám cắn thế này? Ê, đó là bánh mà, phải ăn chúng chứ. À, bây giờ tớ sẽ được ăn thôi. Nhưng mà tớ có một ý tưởng này. Điều gì xảy ra nếu mà pha một ly cốc tai từ những chiếc bánh này? Chỉ cần vò nát nó một chút thôi. Không thì chắc chắn là sẽ không vừa một chiếc máy xe sinh tố đâu. Bây giờ sẽ có một cái gì đó hay lắm đây. Ui, các bạn chỉ cần nhìn, đó là ly cốc tai màu xanh. Nhìn nó thôi đã thấy ngon rồi. Bắt đầu nhá. Bây giờ có thể uống đấy. Ồ, tuyệt quá, hay thật đấy. Chúng ta cũng thử nhá. Không không, đây là cốc tai của tớ. Đồ tham lam. Trời ạ, mong là không ngon. Tuyệt quá, đây là những viên kẹo dẻo yêu thích của tớ. Tớ đồng ý, nó thật là tuyệt vời. Ồ, nhưng tại sao của các bạn có nhiều vậy? Tớ chỉ có một cái. Nhưng tớ biết cách ăn nó rồi. Mọi người đều thích kẹo dẻo nướng. Vì vậy tại sao không nấu nó lên nhỉ? Nhưng mà sẽ không chỉ marshmallow nướng đâu. Tớ sẽ dùng nó như nước sốt cho những chiếc bánh quy này. Ngon làm sao. Và không cần đống kẹo dẻo của cậu đâu. Có lẽ chúng ta sẽ thay đổi. Tớ đồng ý. Tuyệt quá. Thơm thật đấy. Còn tớ thì sẽ trộn cả đống marshmallow này với sô-cô-la. Và từng ớt Tabasco sẽ giúp mình điều này. Nước sốt cay, nhưng tại sao? Bây giờ bạn sẽ tìm hiểu thôi. Ui, bạn ấy đâu bốc cháy bây giờ. Trời ạ, tất cả với cả marshmallow. Bình tĩnh, mọi thứ ổn rồi. Bây giờ tớ có cả một bát nước sốt cho bánh rồi đây này. Ôi, dừng lại. Ôi, hình như tớ đẩy mạnh quá rồi. Ê, bạn đang làm gì vậy? Trời ạ, cậu muốn thay đổi chứ gì? Tớ cũng không chống lại đâu. Hay quá, bây giờ tớ cũng có bánh với marshmallow tan chảy. Ồ, của bạn nhiều thế. Vậy là có thể chia sẻ rồi. Trời ạ, đồ tham lam. Và cũng thật là bất lịch sự. Tớ sẽ làm thêm một ít nước sốt vậy. Ê, bạn lại nấu một cái gì đó ngon rồi. Có lẽ lần này tớ sẽ không làm nước sốt mà làm cốc tai. Trời ạ, cậu là một thiên tài. Tớ sẽ cho thêm một vài thứ linh tinh. Kẹo và dâu tây là vừa ngon luôn. Ngoài ra, có thể phủ nó lên trên tất cả bằng kem. Ô, nhìn ngon thật đấy. Ôi, nhìn ngon miệng quá. Cho tớ thử với. Không, đưa cho tớ. Bình tĩnh đi, ăn kẹo dẻo của cậu đi. Ô, Doritos siêu thích của tớ. Ô, nhìn cả gói to chưa này, rất là lớn. Trời ạ, gói của tớ khá là nhỏ. Thật là đáng tiếc, nhưng tớ sẽ ăn của tớ. Ngon làm sao. Ôi, tớ không thể nào mà chịu được nữa rồi. Và tớ sẽ thêm cả nước Tabasco vào đây nữa nhá. Ê, cẩn thận đi chứ. Ồ, có rất là nhiều nước sốt cay đấy. Tớ biết, nhưng tớ là một kẻ liều lĩnh. Vì vậy tớ không sợ Tabasco nào hết. Ồ, wow, táo bạo thật đấy. Ừ, dũng cảm và chân thật. Và đó chưa phải là tất cả. Doritos có thể nhúng vào nước sốt rất là ngon. Ôi, chúng sẽ còn ngon hơn nữa cơ. Ngon sao? Vậy thì để tớ thử một cái nhá. Cái gì? Trời ạ, đây là lửa, cay quá. Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, cậu sẽ biết làm là để ăn cắp bim bim của tớ nhá. Tớ cần ăn khoai tây của tớ lập tức. Ôi trời ạ. Ôi không, nó không giúp đỡ cho tớ nước. Đó là nước sốt, có thể rất hữu ích đấy. Đưa đây đi, nhanh lên. Ôi, nó cũng cay, trời ạ. Cậu ăn như nào vậy? Ôi, thật là yếu đuối. Julia, ăn đi. Bây giờ là tớ nhá. Nhưng tớ không có đủ bim bim. Các bạn đùa tớ sao? Đây chỉ là mảnh vụn thôi. Ôi, trời ạ, mảnh vụn thật kìa. Ồ, wow. Trời ạ, tớ vẫn may mắn này. Bim bim thật là lớn. Ôi, tớ chắc chắn sẽ ăn no rồi đây. Ôi, bây giờ trông bim bim của tớ như mảnh vụn vậy. Dưa hấu tất nhiên là hay, nhưng mà chỉ hay khi nó to thôi. Giống như của tớ đây này. Tớ có một quả thật là lớn. Wow.
Ừ, khổng lồ chưa? Cậu có nhiều hơn, nhưng dưa hấu của tớ chắc chắn sẽ không kém phần ngon đâu. Rất ngọt và ngon. Ôi, chỉ ăn dưa hấu thôi chán lắm. Vậy nên là tớ đã nghĩ ra một cái này rất là hay này. Cậu đang làm gì vậy? Tại sao cậu cần một cái lỗ trên quả dưa hấu? Tớ chỉ cần nó để uống tất cả các nước ngọt ở trên dưa hấu thôi. Ồ, ngon thật đấy. Charlotte, cậu là người duy nhất còn lại đấy. Tớ biết rồi, tớ sẽ ăn dưa hấu theo cách cổ điển. Tớ sẽ ăn bằng thìa. Ôi, ngon lắm sao. Ngon quá, rất ngon và ngọt. Hay quá đi mất. Wow, vui thật đấy. Ừ, trông thật là tuyệt vời. Nó không chỉ giống như vậy mà nó là như vậy luôn đấy. Và như vậy, có thể thêm soda thơm ngon vào quả dưa hấu này. Như này sẽ còn ngon hơn này. Và không quá nhiều soda. Ồ, tuyệt lắm sao. Tớ rất thích ăn thử quả dưa hấu này. Bây giờ tớ sẽ thử thôi. Wow, thật là tuyệt vời. Cho chúng tớ thử với. Ê, không, cái này là của tớ. Tớ không chia sẻ với bất cứ ai đâu. Đồ tham lam. Hay chúng ta cho một ít Mentos vào của cậu ấy nhé. Tớ ủng hộ luôn. Ê, cậu đã làm gì vậy? Ôi trời à, tớ ướt sũng rồi. Và rất là nhấp nháp nữa chứ. Tuyệt quá Nutella này. Ê, trời ạ, Nutella bé tí lại còn cái thìa khổng lồ nữa chứ. Với tớ thì mọi thứ đều hoàn hảo. Một chiếc thìa bình thường và một lọ Nutella bình thường. Tớ đồng ý. Hãy nhìn xem bao nhiêu Nutella của tớ này. Ôi, tuyệt quá. Ừ, tuyệt thật đấy. Ôi, rất là tuyệt luôn. Nó ngon làm sao. Hãy nhìn này. Trời ạ, làm sao mà tớ ăn được. Chúng ta đổi đi. Ừ, đây, lấy đi. Không, không ai được đổi. Đó là quy tắc. Như này bạn chắc chắn sẽ không đổi được. Ê, cái này là cái gì đây? Trời ạ, à, bạn không thể xấu hổ sao? Ôi, phải ăn thế nào bây giờ? Ngon, nhưng tớ chán ăn bằng cái thìa này rồi. Ừ, chán lắm rồi. Ừ, nhưng mà tớ rất là thích nhìn nó đấy. Ôi, ăn bằng tay cũng không vui gì cả. Nhưng mà Nutella rất là ngon. Có lẽ cắn đứt dây. Tớ đồng ý, điều này sẽ giúp chúng tớ. Ôi, có vẻ như nên ngậm miệng lại. Ôi, cậu có thể dễ dàng cởi ra thôi. Charlotte, bây giờ tớ đề nghị buộc bạn ấy lại nhớ. Ê, đừng làm thế, đừng tàn nhẫn như vậy. Ôi, cần phải bịt miệng của bạn ấy nữa. Để nói ít thôi nhớ. Nói đi, nói đi. Ôi, tớ sẽ ăn Nutella của cậu luôn này. Wow, thật là tuyệt. Đây là cậu con số yêu thích của tớ. Và tớ cũng có rất là nhiều nữa chứ. Ôi, tớ còn có nhiều hơn đây này. Ôi, nó khổng lồ lắm sao. Và kiểu cao su chỉ cần thứ vật vãnh so với của bạn thôi. Chia sẻ đi. Thôi bỏ tay ra, nó là của tớ. Thôi được rồi, vậy thì tớ sẽ bắt đầu thôi nào. Trước khi nhai, cần phải mở tất cả các gói ra. Ê, tại sao cậu lại ném vào tớ vậy? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Bây giờ là tớ. Ê, cẩn thận đâu. Xin lỗi, tớ không cố ý. Tớ không chỉ có kẹo cao su lớn nhất, mà còn ngon nhất nữa cơ. Bây giờ tớ cũng có thể thử món Hubba Bubba của mình rồi. Ồ, ngon làm sao. Trời ạ, à, của tớ cũng sẽ rất là ngon đây. Trời ạ, à, tớ muốn thử cái của cậu lắm. Cậu muốn chứ gì. Này, nhận lấy đi. Eo ơi, thật là ghê tởm. Thôi được rồi. Trời ạ, à, của tớ hết mất rồi. Nhưng mà tớ có thể lấy của Ethan. Ê, không được. Trời ạ, à, cậu làm gì vậy? Trời ạ, à, sao lại nhổ vào tớ? Bởi vì không để không ăn cắp được đứa chứ làm gì nữa. Trời ạ, à, cậu nhổ hết vào người tớ rồi. Cậu thật là quá đáng. Thôi đừng còn nói nữa. Hãy xem tớ thổi bong bóng to như thế nào. Ôi không, bạn ấy sẽ nuốt chửng tất cả chúng ta mất. Cậu về làm vỡ nó. Ôi, hay nói đi, rất là vui mà.